Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu giữa hai đội Real Tomama và FC áo màu hồng. Tôi gọi tắt là FC áo màu hồng luôn nhá. Vâng, trận đấu thuộc trong khuôn khổ vòng giao hữu quốc tế giữa Real Tomama và một đội còn lại của Nhật Bản. Vâng, bóng đang trong kiểm soát của các cầu thủ FC màu hồng. Trận đấu gặp FC Cosuno thì Real Tomama đã để thắng với một bàn, vâng, đá với một đội bóng quý vị trước vô địch. Một bàn cũng là một nỗ lực hết sức cố gắng của quý vị để cho lên sân điểm. Thành Phúc đập bóng lên cho Quý Dương, không được, hiện đã bị cầu thủ áo số 5 bên FC màu hồng chặn. Quý Dương chuyền bóng cho Duy Hoàng, Hoàng chuyền bóng cho cầu thủ số 7 bên FC màu hồng. Thứ hai rồi, Duy Hoàng không được và nhà bóng khá vội vàng cho Quý Dương. À, lấy bóng rất tốt của Đình Kỳ. Đình Tùng, phản hồi Đình Tùng. Quý Dương đá có lỗi và phản đối rất rõ ý đồ của cầu thủ bên FC màu hồng. Có lẽ Quý Dương đã bị đau. Vâng, một thẻ vàng ngay lập tức, một thẻ vàng đã được rút ra. Đây là thẻ vàng thứ hai trong giải đấu ngày hôm nay. Văn Trang là người thực hiện pha sút phạt, liệu sẽ là một đường thắng vào hay là một đường chuyền đây? Đưa thắng bóng vào. Vâng, đã có bàn thắng, số là 1-0. Sau pha sút phạt thành bàn vừa rồi thì Văn Trang ra khá bình thản. Có lẽ ghi bàn là một điều gì đó khá đơn giản với anh. Văn Trang, Đình Tùng. Đình Kinh, Thành Quốc chỉ bóng cho Đình Tùng, bóng đến đúng địa chỉ của Đình Tùng, đưa bóng vào và qua người rất tốt của Đình Tùng, đưa bóng vào, không được và xử lý rất có ý đồ của Đình Tùng, thế nhưng bóng đi vọt qua sang ngang, rất đáng tiếc. Đang nỗ lực lấy bóng của cầu thủ bên FC màu hồng. Phút thứ 4 và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Real Tomama. Anh nhả bóng lại cho Quý Dương thì không được. Đình Kinh, Quý Dương đâu không vào.
đây màn hình của các bạn là những bóng hồng, những bóng hồng của Real Tomama. À, đập nhả 1-2 rất tốt. Tin của bạn chàng Quý Dương Đình Đông Đi Hoa Quý Bông à! Thầy Quốc, Quý Dương, Thầy Quốc. Đình Kính, Văn Trang đưa bóng lên cho Thế Quốc, một đường chuyền rất chính xác, thế nhưng đội bạn đã lao vào ngăn cản kịp thời. Cầu thủ áo số 9 bên FC Màu Hồng rất xuất sắc, thuật rất tốt. Ném pin dành cho FC Màu Hồng. Nguy hiểm. Ano Văn Đức pha xử lý rất tự tin. Vâng, trọng tài Mizu Jikuta đã đối thoại kết thúc hiệp đấu thứ nhất giữa hai đội Real Tomama và FC Màu Hồng. Số hiện tại đang là 3-0 về FC Real Tomama với những pha lập công của Dương Duy Hoàng và Văn Trang. Các bạn đừng rời khỏi màn hình. Tiếp theo sẽ là hiệp đấu thứ hai. Sau đây là 2 phút dành cho quảng cáo. Đang. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là hiệp đấu thứ hai giữa hai đội FC Real Tomama và FC Màu Hồng. Như quý vị và các bạn đã theo dõi ở trận đấu thứ nhất thì Real Tomama đang dẫn đầu với tỷ số là 3-0. Trong đó các pha thành bàn lần lượt là của Văn Trang, Quý Dương và Duy Hoàng. Bóng ở trong chân của cầu thủ Real Tomama. Anh là người vừa chuyền bóng cho Đình Kính. Văn Trang chuyền bóng vào cho có lẽ là Tuấn Anh à? Tuấn Anh bóng thì chưa được chính xác, thế nhưng đó cũng là một lời cảnh báo đến các cầu thủ FC Màu Hồng với những kỹ thuật của FC Real Tomama là rất bài bản. Minh Hoàng, Văn Trang, bóng Tuấn Anh lại cho Đình Kính. Minh Hoàng không được. Văn Trang em xem Hồng đang phản công và cản phá nỗ lực của Đình Kính không được. Khoa đô Văn Đức và cản phá rất xuất sắc. Vẻ mặt rất tự tin của thủ môn Văn Đức sau pha cản phá vừa rồi. Anh như được tiếp thêm sức mạnh và tinh thần bởi những pha cản phá xuất thần. Rất may. Quốc, Văn Trang, Thế Quốc, bóng Tuấn Anh đi được, là khá giả.
dejan tu mamá. Bỏ lên cho Tuấn Anh. Bạch Trang, Minh Hoa và những trận bóng khá quyết định. Tình huống nguy hiểm. Đến mày chúng bạn thắng được ra. Bạn Trang, Thế Quốc, Đình Kính, Bạn Trang, bóng cho tôi đi. Hoàn hồ Tuấn Huy tỏ ra khá có duyên. Bạn Trang, vâng, trọng tài đã tới ngoài kết thúc trận đấu. Thái độ Real Tama và FC Màu Hồng, số đang là không nghiêng về FC Real Tama. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trận đấu từ giờ qua màn hình. Lát nữa chúng tôi sẽ dừng trận đấu tiếp theo. Bây giờ sẽ là trận đấu giữa hai đội thuộc FC Nhật Bản. Cảm ơn quý vị và các bạn.